À, xin chào các bạn. Thì trên đây là chúng ta đang cần, đây là một cái dòng máy. Các bạn nhìn thấy là máy cũng khá là đẹp đúng không? Máy viền mỏng và coi như là rất là mẫu, rất là đẹp các bạn. Chúng này chúng ta nhìn thấy đây là dòng máy gì các bạn? Đây chính là dòng máy chạm nha các bạn. Dòng máy chạm đó chính là Dell Precision Precision 5520. Và đây là phiên bản là dành cho những ai về như là chúng ta là dân kỹ sư, chúng ta là cần xử lý về đồ họa, chúng ta cần về xử lý về như là render hoặc là dùng để vẽ đó, hoặc là chúng ta cần về như là một cái máy phải là chạy về mạnh và là nhanh. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đó chính là dòng workstation Precision, và đây chính là dòng phiên bản là sao, Dell Precision 5520. Đây chính là cái mã nè, Precision là 5520 này các bạn. Đó, thiết kế của máy đây. Thì đối với dòng máy này thì chúng ta nhìn thấy nè, về ngoại hình của máy trước đi ha. Đó, ngoại hình đây, các bạn sẽ nhìn thấy thiết kế của mẫu này thì coi như là mặt trên nè, đó, và mặt dưới nè đều là coi như là một tấm nhôm các bạn, nhôm rất là cứng cáp và rất là chắc, đó, như hợp kim nhôm ha. Đó, thì chúng ta nhìn thấy là coi như là đúc nguyên khối nè, đúc trên đây, hai cái nắp trên đây, và cái cân nặng của máy thì khoảng chừng là 1,9 kg đến 2 kg tùy theo trọng lượng của pin đó. Và thiết kế của máy coi như là các bạn sẽ nhìn thấy thì sao các bạn, rất là đẹp đúng không, rất là sắc sảo. Trên đây mình sẽ thiết kế về review về chi tiết về dòng máy này để mời các bạn sẽ cùng xem. Dòng máy này là dòng máy về chuyên về đồ họa, chuyên về như là chúng ta xử lý về hình ảnh, chúng ta về render, chúng ta về như là phục vụ trong công việc về sao các bạn có thể là xài về như là xử lý về cần về máy có card rời mạnh mẽ ha, quát rồ trên đây. Thì bây giờ mình sẽ đi về như là review chi tiết trên đây để mời chúng ta sẽ cùng xem thiết kế của mẫu này. Chúng ta nhìn thấy nè, cảm giác là sao các bạn, mỏng đẹp và là sang trọng đó. Và tất cả cái cổng ở đây chúng ta nhìn thấy là tinh chế, như là lược bỏ gần như những cái cổng mà như là không cần thiết. Ngoài ra có những vị trí về rắc sạc nè, đó, rắc sạc nhỏ nè, cổng USB 3.0 nè, HDMI cho phép xuất ra được 4K nè. Vị trí đây là coi như là cổng USB-C như các bạn, hay gọi là USB 3.1 nè. Đây là vị trí về mic jack 3.5. Xung quanh đều là hợp kim nhôm nha. Bản lề sẽ dùng bằng hai tay nè, hai bên. Đó, chúng ta sẽ xem. Đây là một lý chi tiết bên đây, mời chúng ta xem. Qua hông đây chúng ta nhìn thấy đây là vị trí về pin nè, thấy không? Báo đèn pin nè, vị trí về cổng USB nè, vị trí cắm về thẻ nhớ nè. Đó là về thiết kế của máy. Và đối với dòng máy này thì chúng ta nhìn thấy là thiết kế nè, mặc dù là dòng workstation mà chúng ta cầm lên cảm giác là nhỏ gọn nè và rất là chắc chắn các bạn. Các bạn sẽ nhìn từ trên xuống dưới đây, đây là dòng Radeon 5520 với có bản quyền của Windows 10, và máy này coi như là được máy license của Mỹ ha. Tất cả những cái ốc nè, ốc lục giác nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9, 10 nè. Các bạn muốn tháo ra thì các bạn tháo là 10 con ốc xung quanh và có hai ốc ở trong. Đó. Tất cả về như là viền về như là máy đây là đều thông tin đều được là coi như là gần như là bảo mật hết các bạn. Các bạn thấy không? Và coi như là giấu đi, che khuyết đi hết, không lộ ra như là thông tin ở ngoài. Chúng ta nhìn thấy ở trong này thôi. Đó, gồm như là service tag, gồm như là thông tin về đeo. Đó, ở ngoài chỉ đưa ra một cái gọi là tên là Radeon 5520. Vị trí đây là chúng ta nhìn thấy là cách bằng CMC. Và đối với chúng ta nhìn thấy đây là vị trí về gì thì các bạn? Nó lấy nhiệt từ đây và đưa qua bên hông. Hai dãy cao su chống trơn trượt nè. Trên đây ha. Mẫu máy thì rất là đẹp. Đó là về phía bên trong. Về phía bàn phím thì chúng ta nhìn thấy là cái là về thiết kế á. Thông thường như là nhiều bạn có thắc mắc là hỏi là phím này là điều độ đánh sâu lún là có đánh được gõ sướng hay không. Dòng phiên bản của 5520 gõ rất là sướng các bạn. Đó, có bàn phím relay cho phép chúng ta làm việc về ban đêm. Đây là những vân carbon. Máy rất là đẹp. Đây là Core i7 7700HQ ha, 7820HQ. Tốt bét. Chúng ta có thể rê được trên đây đa điểm trên đây ha. Và màn hình. Màn hình thì các bạn sẽ nhìn thấy trên đây là gần như là tràn viền. Thấy chưa? Đó, đó là về màn hình đây. Các bạn nhìn thấy màn hình gần như là tràn viền không? Với một cái viền đen nè, rất là mỏng, rất là tinh tế. Và đối dòng này thì chúng ta nhìn thấy là về camera không có nằm phía trên và đang được nằm phía dưới nè. Thấy chưa? Đó là vị trí về camera. Logo của Dell.
Đây, dòng này rất là nhìn về những ai về thích về đẹp thì chắc chắn các bạn sẽ nghĩ đến dòng Dell Reaction 5520. Đây là phiên bản cải tiến của 5510. Khả năng máy này coi như là rất khó lỗi, thưa các bạn. Xài rất bền. Lý do đây là dòng máy chạm di động về nhỏ, nhẹ và như là cấu hình máy cũng khá là khủng. Trên đây, cấu hình của máy này thì chúng ta nhìn thấy là sao các bạn? Core i7 nè, 7820HQ, 2GB 9, 8 CPU, 4 nhân 8 luôn. Đó. Thì đối với về như là CPU i7 này chúng ta sẽ xem qua tính năng được trên đây gồm những gì. Đây là phiên bản là i7 7820HQ hay gọi là bộ nhớ đệm đang là két 8M từ 2GB 9 và turbo lên tới 3GB 9 các bạn, 8 CPU ha, 4 nhân 8 luôn. Và khi mới mà sản xuất ra thì các bạn nhìn thấy là nó tương đương khoảng chừng là 400 đô, 378 đô. Và cái nanomet của thật cái máy này đang là 14 nanomet ha, coi như là thiết kế rất là mát. Mặc dù đây là thế hệ thì sao các bạn? HQ. Đối dòng này thì các bạn sẽ thấy là đang là Kepi Black ha. Và chúng ta nhìn thấy đây là dòng CPU đang là 4 nhân và là 8 luồng, 2GB 9, auto lên tới 3GB 9. Trên CPU này có tích hợp về card đồ họa, đó chính là HD Graphics Intel 630. Đó thưa các bạn. Và RAM dòng CPU này có thể nâng cấp được tối đa được là 64GB. Nhưng đối với máy này chúng ta thì gắn được là trên đây là 32GB nha các bạn. Hai thanh 16GB. Máy này đang xử lý về hai card. Thứ nhất là có card đồ họa là HD Graphics 630 và card thứ hai đó chính là NVIDIA Quadro M1200. Đây là phiên bản cải tiến của Quadro M1000 của 5510. Và đối dòng máy này thì chúng ta nhìn thấy chạy rất là ổn. Với ổ cứng là coi như là boot rất là nhanh, đó chính là ổ cứng là 512GB NVMe Intel. Đó. Và RAM hiện tại đang gắn lên đây là 16GB. Chúng ta có thể up to lên tới tối đa được là 32GB RAM. Và trên đây, các bạn sẽ nhìn thấy trên này. Về Wi-Fi đó chính là sao các bạn? 820.11ac nè. Đó, chuẩn gần như là mới nhất hiện nay. Sau Wi-Fi 6. Với một cái chip đồ họa như là Quadro M1200M này, cho phép chúng ta về như là render, chúng ta xử lý về đồ họa cũng khá là chuẩn các bạn. Khá là nhanh. Và card đồ họa đang là 4GB. Auto lên xe lên 8GB, tổng cộng đang là 12GB. Đây là mặc định là RAM 16GB nha. Nếu như chúng ta để RAM 32GB nó sẽ xe lên cao hơn nữa. Và màn hình thì các bạn nhìn thấy coi, độ sáng của màn hình rất là cao. Và trên độ sáng này có thể chống lóa và chúng ta nhìn về từng khía cạnh được ha. Chống mỏi mắt. Màn hình rất đẹp luôn các bạn. Thì về ngoại hình của máy. Ngoại hình của máy thì chúng ta nhìn thấy là đây, thì các bạn xin thấy về từ phía bên ngoài, từ trên xuống dưới đây. Các bạn thấy chưa? Đây là dòng Revision và đây là phiên bản là 5520. 5520 nha. Phiên bản cải tiến của 5510. 5510 thì cũng có dòng máy nó sẽ là lỗi và do những cái về như là nhược điểm về như là sao các bạn? Xử lý về card đồ họa có thể là hơi yếu hơn. Và cái thứ hai là bàn phím gõ chưa được sướng như là 5520. Và cái thứ ba, chúng ta nhìn thấy là trên 5510 nó sẽ có được gì các bạn? Có được cái là nó là tỷ lệ về như là đơ màn hình nó sẽ là tỷ lệ nhiều hơn. Nhưng đối với dòng 5520 thì các bạn sẽ lưu ý là sao các bạn? Xài rất bền và rất đẹp luôn. Đó. Thiết kế của 5510 cũng gần như là 5520. Không có gì khác biệt. Chỉ khác nhau về CPU, khác nhau về card đồ họa, xử lý về tốt hơn, ổn định hơn. Đó là những cái gì mà coi như là phiên bản 5520 chúng ta đang có. Dòng máy này chúng ta nhìn thấy đang là hợp kim về như là sao các bạn? Nguyên khối nha. Trước và là sau. Bản lề các bạn nhìn thấy rất là chắc chắn, chúng ta cầm chúng ta nhấc lên nè. Các bạn thấy không? Nhấc cả máy lên luôn, trên đó về bản lề. Màn hình thì có nghĩa ngửa ra được là 145 độ, tối đa được như thế này. Chúng ta thấy không? Đó là về góc độ màn hình. Đó. Tổng thể một cái máy đây, các bạn sẽ nhìn thấy trên đây. Đây ha. Thưa các bạn. Đấy. Đây là dòng mà chúng ta nhìn thấy đây là giống như là một máy kiển thôi. Nhưng đây chính là dòng Recession ha. Recession 5520. Và đây là dòng máy chuyên về xử lý về đồ họa. Những ai đang là chuyên nhân, những ai đang cần về như là đọc bản vẽ, những ai đang cần về như là xử lý về đồ họa chuyên nghiệp. Và chúng ta cần đi tiếp khách, cần một cái máy phải là sang trọng thì chắc chắn đây sẽ là lựa chọn tối ưu và hàng đầu đối với chúng ta là trong phân khúc giá là sao các bạn? Đầu 20. Rồi,
Clip ở đây là mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip. Xin chào, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký và ủng hộ kênh của Nhất Vlog. Mọi thông tin thắc mắc chúng ta liên hệ 0922 422 422. Địa chỉ là 159 Nguyễn Thái Sơn, phường 4 Gò Vấp. Xin trân trọng cảm ơn các bạn.